đây là loại biên giới, đây là có một dốc khá là cao. Và đây ba chiếc máy cắt, ba chiếc 60 và đang chiếc để mình biết sẽ sai chiếc ba cầu lúa. Mình vào thôi cầu lúa này chạy lên dốc này rồi. Mình chắc máy bàn nữa mình chạy lên. Rồi ba chiếc khách cái này chiếc kia. Chào các bạn. Cầu lúa này chạy vô các bạn. Coi cầu nhỏ qua bờ. Có số thảo không? Hả? Có số thảo không? Không. Đừng nói chắc thêm lúa rồi, chạy đi chứ, chạy chứ. Các bạn có dốc mà xe ra mà anh chạy ra. Còn trong chiếc này hai chiếc kia chắc đầy lúa lên luôn. Chắc kia chắc là tạm lúa rồi. Đây là lúa đầy thơm. Đây là xã Tiên Bình, Dịch Vĩnh Hưng. Chắc mình ngồi cái lỗ đắt lắm. Thank you.
đúng đó. Cậu mỗi con sao nói đuôi này ngoài người là cao. Nhấc mỏ lên, ấm xuống. Ngoài nó lấy lúa nữa. Sẽ lại lấy lúa nữa. Việc nó hai ông đứng trả, còn đây còn này nữa, còn có đi lúa không đi luôn, này em ngồi sẵn đó chắc đi luôn rồi. Cái khoa cho nó là nhiệt cái. Đó là nhiệt nữa. Qua mưa nữa, nhiệt hai lần. Thì lại lấy ngay. Thì đứng trên bờ lộ rất là cao như vậy. Cậu sao thấy vậy? Thấy cái làng chắc lúa cũng nhiều này quá. Này đường này được 60 bao không? Này được 60 không? Thôi hả? Xuống dịnh lúa.
khoảng nhiêu bao vậy anh? Này khoảng nhiêu bao vậy? 60 bao. 60 à? Đây bốn lớp mà tới 60 là hơn chứ. Hết. Hả? Sao nó để tuột. Giống nó cao thiệt. Qua khỏi chúng mấy cái đỏ là cầu đất cầu về.